Đội tuyển Đức hạ đẹp Bồ Đào Nha, báo Đức cực lực khen Anh bơm xăng lu mờ Ronaldo. Báo giới Đức phấn khích trước chiến thắng của đội nhà trước Bồ Đào Nha và đặc biệt là màn trình diễn của Robin Gosens. Đội tuyển Đức đã ra quân Euro thất vọng với trận thua 0-1 trước Pháp, nhưng họ phô diễn hết cỡ sức mạnh của mình trong đại trận đại chiến thứ hai của bảng tử thần. Một màn trình diễn đỉnh cao của hậu vệ trái Robin Gosens, người đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, giúp Đức từ chỗ bị dẫn trước bởi Cristiano Ronaldo đã ngược dòng thắng 4-2 để giữ cánh cửa vào vòng sau. Đức chơi với chiến thuật rất hiệu quả và Gosens đã thể hiện một cách ấn tượng trong hệ thống của huấn luyện viên Joachim Löw, thường xuyên bọc lót cho trung vệ lệch trái Antonio Rudiger và tạo ra điểm nhấn ở các pha tấn công. Anh góp mặt trong 3 bàn của Đức từ pha căng ngang khiến Ruben Dias đã phản gỡ hòa 1-1 cho tới pha căng ngang cho Kai Havertz nâng tỷ số lên 3-1 và đích thân ghi bàn 4-1 ở phút thứ 60 từ cú đánh đầu. Tài năng của Gosens đã được ghi nhận ở các cấp câu lạc bộ, nhưng đây là lần đầu anh tỏa sáng rực rỡ như thế ở đội tuyển quốc gia và báo giới Đức đã không tiếc lời khen tặng. Tờ pin trời chữ có phần kỳ cục với tiêu đề lớn Geller, Gosens và Geller, tiếng lóng trong tiếng Đức mang cả nghĩa hứng tình lẫn tuyệt, nên tiêu đề chẳng khác gì tuyệt tuyệt nữ Gosens. Có vẻ pin lấy ý tưởng từ việc Gosens dùng từ gay khá nhiều trong cuộc phỏng vấn sau trận. Tờ Express thời đại thường xuyên đưa tin qua những bài viết dài và chi tiết nên lần này họ cũng không có ngoại lệ khi viết một bài báo ca ngợi Gosens, người đã từng làm việc ở trạm xăng trước khi trở thành cầu thủ bóng đá. Gosens là một hiện tượng khác thường bởi anh trưởng thành với bóng đá Hà Lan và chưa từng đá chuyên nghiệp ở quê nhà. Robin từng bị hỏi, cậu làm cái quái gì ở đây vậy, khi xin việc cho đội U19 Dortmund và đã từng đi bơm xăng trước khi được Vitesse ở Hà Lan nhận vào biên chế. Nhưng hôm nay Robin đã trở thành người tình mới của các cổ động viên Đức lu mờ Ronaldo và nhận những tràng pháo tay như sớm dậy khi rời sân sau chỉ hơn 1 giờ thi đấu. Bài viết của DSZ có đoạn tờ Kicker không bóng bẩy từ ngữ vì cách tiếp cận giàu chuyên môn của họ, nhưng vẫn đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển nhà và khen chiến thuật của huấn luyện viên Joachim Löw. Chúng ta có lý do để thất vọng về Löw trong những trận trước và cả trận đấu này, nhưng ông ấy đã đúng, kế hoạch luôn là dựa vào Kimmich và Gosens, và hôm nay kế hoạch đó lại càng hiệu quả vì Bồ Đào Nha quyết định đá theo một cách khiến thế mạnh của chúng ta được phát huy. Bài viết đánh giá báo giới Bồ Đào Nha thì tỏ ra cực kỳ gay gắt trong những bình luận về màn trình diễn của đội nhà. Tờ Apola đặt tích lớn sẽ tăng Đức đánh vỡ khối phòng ngự mỏng manh của Bồ Đào Nha, cho rằng huấn luyện viên Fernando Santos đã quá sai lầm khi chọn nhân sự đấu với Đức. Hai tiền vệ trung tâm là Cavoro và Danilo bọc lót cho hậu vệ biên quá chậm, trong khi Semaro và Guerrero đều dở trong khâu chọn vị trí khi họ phải lùi xuống tham gia phòng ngự, tờ này đánh giá. Tuy nhiên, tờ Ozogo lại cho rằng các cầu thủ là những người phải chịu trách nhiệm cho trận thất bại này, chứ không phải huấn luyện viên Santos. Quá thiếu quyết liệt trong tranh chấp là vấn đề của Bồ Đào Nha trong trận này. Các cầu thủ có thể chất tốt để ít nhất gây khó dễ và làm gián đoạn nhịp nền bóng của các tiền vệ Đức, nhưng thay vào đó họ để đối phương xuống quá dễ dàng, thậm chí phạm lỗi cả hiệp 1 có 2 lần.